Xin chào, hôm nay chị giới thiệu một quyển sách giấy với chủ đề là thay trang phục cho nàng búp bê xinh đẹp nha. Đây là dạng quyển sách thay đồ được làm thủ công handmade. Mở ra bên trong sẽ có một số món đồ rất là thú vị cùng với một nàng búp bê da màu xinh đẹp. Nàng ấy đang mặc một bộ bikini màu tím. Và trong quyển sách này có khá là nhiều đồ. Một chiếc váy dạ hội, hai chiếc nón, ba chiếc váy bơi. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng mặc thử đồ cho búp bê nhé. Đầu tiên thì chị sẽ mặc bộ áo tắm màu vàng này. Ở trên ngực của búp bê có sẵn cây keo dán rồi. Chỉ cần lựa chọn trang phục và sau đó gắn lên là trang phục sẽ dính lên người của búp bê nha. Hôm nay búp bê của chúng ta sẽ đi biển, cho nên là sau khi đã mặc đồ bơi xong thì sẽ xức kem chống nắng nhé. Có hai loại, kem chống nắng dành cho mặt và kem chống nắng dành cho body. Tiếp theo thì đội một cái nón thật là xinh nào. Và trên nón đã kèm theo tóc giả luôn nha. Nón vàng xòe kết hợp với mái tóc màu vàng rất là nổi bật. Cuối cùng thì cho búp bê cầm theo một chiếc giỏ sách. Vậy là có thể tung tăng dạo chơi ở biển rồi nè. Đừng quên mang theo quyển sách này nhé. Quyển sách này búp bê sẽ đọc trong lúc thư giãn trên bờ biển. Giờ thì chúng ta sẽ thay bộ bikini thứ hai nha. Và bộ này có màu sắc họa tiết hơi khác một chút. Đó chính là màu hồng. Chỉ biết rằng ở đây có rất nhiều bạn có sở thích mặc đồ màu hồng nè. Wow, và bộ màu hồng này rất là nữ tính nha. Nó còn có tu ru bèo nữa. Lần này kết hợp với nón bơ, với một cái nón sẽ là tóc màu nâu đen. Trong ba bộ đồ bơi mà búp bê sẽ thử ngày hôm nay thì các em hãy cùng xem coi bộ nào là búp bê mặc có vẻ là phù hợp và đẹp nhất nhé. Bộ số 3 có màu xanh nè. Theo chị Kim Sinh thì trong ba bộ này chị thích nhất là bộ màu hồng. Còn các bạn thì sao? Hãy để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận nha. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ chuyển qua mặc đầm dạ hội. Một chiếc đầm màu hồng rất là đẹp, có in hình họa tiết những trái chanh, được xẻ sâu ở phần ngực và xẻ cao ở phần chân váy. Quá là đẹp phải không nào? Giờ đổi thêm một chiếc nón nữa nhé. Vẻ như là chiếc nón vàng này phù hợp hơn. Wow, búp bê trông thật là đẹp luôn. Các bạn ơi, vậy là chị đã chơi xong quyển sách giấy thay đồ cho búp bê rồi nè, với chủ đề là đồ đi biển. Quá là đẹp phải không? Đây là sản phẩm thủ công được làm bằng tay nhé. Và các bạn có thể liên hệ số điện thoại 0979086789 để mua nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.